Em Minh xin chào mọi người, xin chào cả nhà mình đang theo dõi trên kênh YouTube của Minh Auto Sài Gòn. Tiếp tục ở video này, Minh giới thiệu cho các bác một chiếc ly đèn 300B nhé, đến từ thương hiệu của Sunplay với model là VP3000SE. Máy rất là đẹp. Phần công suất là chạy 4 bóng zin Sunplay dòng Premier của Nhật Bản làm. Bốn quả bóng 300B này rất là chất lượng nha các bác. Ngoài ra sẽ có 4 bóng rè 6SN7, 4 bóng 6SN7 này của hãng Tri, cũng là bóng zin theo máy. Âm thanh dòng 300B rất là trong trẻo, đặc biệt là trung âm. Các bác có thể đánh với những dòng loa Tannoy, JBL, những dòng loa độ nhạy cao. Em này thì hình thức máy từ Nhật Bản về, hàng đấu giá nên là tình trạng máy zin nguyên bản và rất là mới nha các bác. Có đầy đủ chụp, nắp chụp này đi kèm. Đầu ra loa là cấu hình đầu ra loa cho chúng ta là 4 ohm, 8 ohm và 16 ohm. Toàn bộ các rắc cầu loa đều được tiếp xúc mạ vàng, giúp cho tiếp xúc tốt hơn. Đây là một con máy do Nhật Bản làm nên các bác yên tâm về phần chất lượng nhé. Một thương hiệu Sunplay nội địa rất nổi tiếng của Nhật. Với model là Sunplay 3000SE chạy bóng 300B, bóng rất là ngon, máy còn đẹp thế này thì hiện tại em mình có đang mức giá về trong video này rất là tốt nha các bác, tốt hơn những con trước rất là nhiều. Con này hiện tại đang có mức giá chỉ có 32.500.000 đồng thôi, thông thường con này khoảng 37 các bác. Đấy, giá rất là tốt ạ. Các bác nào có xem được video này đang tìm một em 300B hàng VIP, hàng xịn chạy bóng 300B này thì liên hệ em ha, vừa ý thì liên hệ em. Ngoài ra thì em cũng có về được một bộ 845SE full box, full phụ kiện gồm có rè và bao, có điều khiển, và giá cũng rất là tốt ạ. Thì ai có nhu cầu chơi thì liên hệ em ha. Đồ Sunplay 3000SE, em xin dừng video, cảm ơn cả nhà mình vừa theo dõi ạ, cảm ơn.